Rồi nhà vườn thân mời nhà mình ghé tham khảo giao lưu một cây cẩm thị mini siêu lũ luôn nhà mình nha. Cây này nhà vườn vô dây demo giao nói rồi. Cây nhỏ mà có vỏ nhà mình nha. Lũ quách âm thân nhà mình nha. Cây lên lọc non rất là khỏe luôn nha mình. Cẩm thị kim cương đen. Cây này có mã số là 269. Có số đo tổng hoành gốc là 60 nha mình nha. Cây cao tới đỉnh là 24. Cây đang nằm chậu men xanh lọt lòng là 32 nha mình. Cây này nhà vườn xin giao lưu nhanh với nhà mình luôn. 2000k bao ship luôn chậu nha mình nha. Cây này nhỏ nhưng mà rất là già luôn. Có vỏ nha mình. Lũ thép nha mình nha. Đây cái co này. Co rất là ác luôn. Cây siêu quái luôn. Cây này mình thích thì mình demo kiểu này, còn không là mình phá hết thằng này luôn, lấy chính thằng này với thằng này thôi, rồi mình đánh thằng qua đây nữa là ok luôn, còn không thì mình vẫn nuôi mấy thằng này để cho nó mập. Rồi mình xem tham khảo nha, một cây cẩm thị kim cương đen mini siêu lũ luôn, cây rất chi là quái luôn nha mình. Rồi mã số 269. 2000k bao ship luôn chậu nha mình nha. Cẩm thị kim cương đen mini. Còn rất là ác luôn. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn.